Rồi, con đã được ơn gì của Chúa nói cho mọi người nghe. Con là Maria Dương Vũ Thục Anh ở Bà Rịa Vũng Tàu. Con đến đây là để là trước là để cảm tạ ơn Chúa. Sau đó là con đến đây con thấm thiết cầu xin Chúa ban cho cha lòng đây được thánh ân của Chúa ngay bây giờ và mãi mãi. Và những người đến đây cũng được thánh ân của Chúa ban, và gia đình con cũng được thánh ân của Chúa ban. Thì con nói đây là nói cái Chúa thương chữa lành thân xác của con. Ngày hôm nay con đến đây để con cảm tạ ơn Chúa. Lòng thương xót của Chúa coi như là không trừ ai hết. Con cách đây lâu rồi con bệnh, không đứng được như vậy đâu. Con ngồi cũng không nổi luôn. Con bệnh dữ lắm. Cái vừa bác sĩ nè, vừa bệnh viện nè. Con nói con đi biết viện mà đi bác sĩ riết mà người ta lờ mặt luôn. Cái lúc đó nói chung con chưa thấm thiết về Chúa, con đã đi sai đường. Con tới mấy ông thầy cúng tế nãy cha nói đó. Cái con tới ngày cúng tế con thấy con bớt thôi chứ không khỏe. Em con là người Chúa đã đem đến để giật con tỉnh dậy. Em con nói chị ơi, chị tạy tới với Chúa đi. Lòng thương xót Chúa thương, Chúa sẽ chữa lành cho chị. Con thấm, con đọc kinh cầu nguyện với em của con. Hai chị em cùng hiệp ý cầu nguyện thì con thấy con khỏe dần. Có tin rằng là từ đầu tới chân không có chỗ nào mà con không đau. Con đau nhiều lắm, con không ngồi nổi luôn. Như là con chưa ăn cháo con nằm, ăn cháo xong nè. Nhưng mà con cầu nguyện lòng thương xót Chúa rồi, Chúa thương con đứng được, con đi được, rồi con đi bán được. Thậm chí mà con nói thiệt để con tả nha, hai cái đầu gối con nó đau á, con ngồi xuống con đi đâu có được, con đi lụm cụm tới kia kìa, 5 mét luôn á, con mới đứng thẳng con đi. Thì cứ nghĩ là trời ơi, cái chân của mình chắc bị viêm đa khớp rồi. Cái cầu xin Chúa, vinh danh Chúa Giêsu vì dấu thánh giá, xin Chúa chữa lành cho con. Con là Maria Dương Vũ Thục Anh, con đau lắm. Vậy mà hết. Rồi, năm nay con hôm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Con 40, con tuổi dần, 40 mấy tuổi. Dạ 45 gì á. Mấy? Tuổi nó mà nó không nhớ nữa mà. Rồi con được ơn gì nữa kế tiếp? Nếu mà con kể ơn mà Chúa ban cho con nói thiệt, con kể mấy ngày không hết. Cho con nói nữa không? Rồi làm sao mà con biết cho con nói nữa không? Làm sao mà con biết đến lòng thương xót Chúa mà sao con biết được cái giáo điểm tin mừng này, ai giới thiệu con đến đây? Em con giật con dạy cho con đi, rồi con cầu xin Chúa. Dạ, em con nói Chúa thương lắm. Chúa thương người tội lỗi, Chúa thương người lầm lạc, đến với Chúa đi. Chúa tha thứ, Chúa ban phúc lành, Chúa chữa lành. Ngày đầu tiên con đến với Chúa là con chạy tới tòa giải tội. Con xét, con quét, con nạo cho sạch, con xin tội. Rồi con về con cầu xin, đọc xin lòng thương xót Chúa. Chúa thương, Chúa ban liền luôn. Rồi con đến đây thì con thấy thì sao? Con đến với lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng này. Ai chắc con đến đây và con đã cảm nhận được như thế nào? Bữa nay là con đi với dì Thanh ở Bà Rịa. Mấy lần trước là con đi với em của con. Mà dạ, dạ con cảm nhận rằng là tình Chúa bao la thân người thật luôn, thương người thật. Như hồi lúc 3 giờ đọc kinh lòng thương xót Chúa đó, thấy mưa, ai cũng thấy mưa, nhưng riêng con cảm nhận Chúa đổ hồng ân ngay nơi đây, và Chúa có hiện diện ngay nơi đây. Có cảm nhận được cái điều đó không? Mình phải cảm nhận một cách sống động như vậy. Cảm nhận rằng là Chúa đang đổ hồng ân xuống qua cơn mưa, và Chúa đang hiện diện thực sự ở đây. Đúng như người chị em đã nói đó. Một người đã, như lúc nãy tôi nói là trong thời Do Thái đó, họ đã bỏ Chúa và chạy theo bột thần. Tôi hỏi là ngày hôm nay còn không? Anh chị em bảo không, đó còn không? Còn nhiều nữa là khác. Người ta đã bỏ Chúa, người ta chạy theo bột thần, và lại rất cần có những người khác để mà lôi kéo những con người đó quay trở lại. Và người em của cô, em của con,
đã là cái người mà lôi kéo người chị của mình quay trở về với lòng thương xót Chúa. Và cô ấy đã đến đây, cô ấy nạo, cô ấy vét, cô ấy quét. Tôi lại tưởng cô ấy ra cô làm vệ sinh. Mừng quá, bảo may biết là giá mà có anh chị em mà cứ đến đây cứ nạo, cứ vét, cứ quét là ở đây sạch lắm. Nhưng mà cô bảo cô nạo, cô vét, cô quét cái tâm hồn của cô ấy. Cái đất này nó bẩn, đất này nó dơ, còn nạo, còn vét, còn quét được. Mà mong anh chị em mỗi người chúng ta đến đây cũng cố gắng giữ vệ sinh chung, cũng nạo, cũng vét, cũng quét cho cái giáo điểm tin mừng này trong ngoài nó được sạch, cái môi trường bên ngoài nó sạch. Và sau đó chúng ta cũng nạo, cũng vét, cũng quét cái tâm hồn của mỗi người anh chị em mình nơi tòa hòa giải. Mà chúng ta đã cố gắng mời các linh mục từ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật từ 3 giờ đến 7 giờ đều có các linh mục đến ngồi tòa giải tội cho anh chị em. Còn thứ hai, thứ ba, thứ tư thì khi thì mời được cha, khi thì không mời được cha. Mà khi nào mà không mời được thì tôi thấy lòng mình nó cũng xót xa lắm. Mình không có sức mà ngồi được, vì đứng đây giảng, đứng đây đặt tay để cầu với anh chị em thì không thể ngồi tòa giải tội được. Mà có những linh mục đến đây sẵn sàng ngồi tòa giải tội, như thế là cái ơn phúc Chúa ban cho cộng đoàn chúng ta lớn lắm đi thưa anh chị em, để mình cạo, mình vét, mình quét cho sạch những cái gì trong tâm hồn của mình. Như là các tông đồ ra đi, Chúa cũng bảo con phải nạo, con phải vét, con phải quét, không dính gì đến bụi trần, không bọt bao bị, không giày dép, không gậy gộc, không tiền bạc, không có gì cả. Nạo, vét, quét hết tất cả để chỉ còn lại duy nhất là có ai ở trong mình mà thôi. Có ai ở trong mình mà thôi. Có Chúa mà. Chỉ có Chúa mà thôi. Các tông đồ dám ra đi như vậy đó. Những người loan báo tin mừng ngày hôm nay dám ra đi như vậy đó. Những linh mục, những tu sĩ ngày hôm nay cũng phải ra đi như vậy đó. Nạo, vét, quét sạch, không dính gì đến bụi trần, không dính gì đến của cải, không dính gì đến cái chuyện của thế gian, để mà chỉ chuyên tâm lo việc loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa. Lúc đó thì Chúa mới ban cho người đó được quyền trừ mọi ma quỷ và chữa lành bệnh tật. Còn nếu mình còn dính bén vào tiền của, còn dính bén vào tiền tài, còn dính bén đến danh vọng, còn ham hố quyền lực, còn ham hố chức tước, thì làm sao mà ơn Chúa xuống cho mình được? Mà không có ơn Chúa xuống thì làm sao mình trừ bệnh tật, trừ ma quỷ và chữa lành bệnh tật được thưa anh chị em? Và không làm được như vậy thì thấy người khác làm, mình bảo là lại là mê tín, lại là cuồng tín, là thế nọ thế kia, vì mình không tin và cũng không muốn cho ai tin vào cái quyền năng của Thiên Chúa. Mình chỉ cậy vào tiền của thôi, chỉ cậy vào quyền lực thôi, chỉ cậy vào danh vọng, chỉ cậy vào chức tước, chỉ cậy vào thế gian này thôi. Cho nên mình bảo rằng là phải có tiền, có của, có tiền mua tiên mới được, mới có tiền là cái gì cũng xong hết, không có tiền thì không làm gì được. Đi tu mà mở miệng ra nói câu đó mà nghe được hay sao? Người dẫn thân cho Chúa đi loan báo tin mừng mà mở miệng ra là bảo không có tiền thì không làm gì được. Vậy thì Chúa vứt đi à? Hả? Đúng không? Phải nói rằng không có thầy thì các con không làm gì được. Lời của Chúa phải lấy lời của Chúa ra mà nói. Người loan báo tin mừng mà lấy lời của thế gian ra mà bảo rằng là không có tiền không làm gì được, có tiền mua tiên cũng được. Trời ơi là trời ơi, họ đã bỏ Chúa mà chạy theo tiền của rồi, thì làm sao mà có được cái quyền năng ở trên cao để mà đi loan báo tin mừng, để trừ mọi quỷ dữ và chữa lành mọi bệnh tật được thưa anh chị em? Đình cho tặng cho con bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Chắc là con đã có mấy 365 bài giảng rồi đúng không? Rồi. Một cái ơn cuối cùng nữa thôi, một ơn mới nhất thôi. Rồi. Ơn gần đây nhất là cách đây một năm. Còn nếu mà gần nữa chừng 10 ngày. 10 ngày thôi con. Rồi 10 ngày. Là con đi bán á, mua dữ lắm, mua liên tục 4 ngày. Con cứ dằn mưa từ trưa tới chiều, từ mưa tới chiều. Cái qua ngày thứ năm cái con đi bán mà con bệnh, con ngồi gốc cây lỗ mũi con nó chảy tầm tầm giống như nè, hắt xì sổ mũi rồi con nó còn mệt lả luôn. Cái con nó nói trời ơi dầm mưa mấy ngày bệnh rồi, thôi cầu xin Chúa
Chúa ơi, con là Maria Dương Vũ Thục Anh nè, con nghẹt mũi sổ mũi nè, Chúa chữa lành cho con đi. Cái con đọc kênh Dân Lòng Thương Xót Chúa, đọc xong hết luôn. Hallelujah. Rồi, xin Chúa chữa lành cho con. Where is it?